sư ủng hộ chuyện nên học. Còn cái chuyện mà tu càng lâu kiến thức Phật pháp càng nhiều thì dễ làm cho vị ấy sân si, thì xin thưa sân si ở đây là do đâu? Do bản ngã. Chúng sanh ấy, họ có đủ mọi lý do để họ tăng trưởng bản ngã hết, không nhất thiết là phải tu càng lâu kiến thức Phật pháp càng nhiều. Họ giàu họ cũng ngã, họ giàu họ cũng ngã mạn, sân si cũng đầy người đó. Rồi họ đẹp họ cũng ngã mạn, cũng sân si đầy. Rồi họ nổi tiếng họ cũng ngã mạn, nói gì đến cái chuyện học thức. Thì đối với người họ không ý thức được cái chuyện ngã mạn thì họ càng học thì họ càng nuôi cái bản ngã của họ, chứ nó không có gì lạ chứ. Mà xin thưa, nó không riêng gì về Phật pháp mà nó ở tất cả các lĩnh vực. Mà khi nói về Phật pháp thì Đức Phật dạy trong bài kinh ví dụ con rắn, đó là chúng ta bắt rắn sai cách và bị rắn cắn. Cũng vậy, có những người họ học pháp nhưng mà để họ tranh luận, để họ tranh cãi, để mà họ phô bày cái kiến thức của họ, để mà họ cầu danh cầu lợi, thì như thế là họ bắt rắn một cách sai lầm. Khi đó pháp không giúp gì được họ, mà chính bởi vì cái chuyện họ học pháp như thế nó sẽ chỉ đem lại cái điều tai hại cho họ thôi. Cái vấn đề ở đây nó không phải là do pháp, không phải do Phật pháp, mà do bản thân cái người học pháp. Anh học vì mục đích gì, anh học với thái độ gì đó, thì nó sẽ quyết định cái chuyện là pháp nó đưa anh thành con người dễ thương hơn, hay là nó pháp đưa anh thành một con người nó thấy ghét hơn ha. Rồi người xuất gia và tại gia có quyền xúc phạm người học pháp hay không thì xin thưa đó, bản thân cái chuyện xúc phạm là không có nên, bản thân cái chuyện xúc phạm là không có nên ha. Nhưng mà có đôi khi đó cần phải xem coi cái người, cái đối tượng đó là ai. Giống như cái trường hợp ông Bô Lý Tá đó, thì vị này là một vị Tam Tạng pháp sư. Nếu mà chúng ta hiểu cái kiểu xúc phạm là chê bai thì coi chừng chúng ta hiểu sai ha. Xúc phạm không phải là chê bai, mà chê bai thì nó có khi nó không phải xúc phạm. Như là ông Bô Lý Tá, ngài Chuyển Lão Bô Lý Tá là một vị Tam Tạng pháp sư. Ngài rất là giỏi nha, rất nhiều đồ chúng nha đó. Nhưng mà khi Đức Đức Phật gặp ổng thì Đức Phật gặp ngài, Đức Phật nói là này ông Bô Lý Tá rỗng, có nghĩa ông Bô Lý Tá rỗng tuếch. Thì khi mà Đức Phật gọi như thế đó thì vị này có cái lòng hổ thẹn, xin thưa đó là Đức Phật ngài mới có tư cách ngài nói như thế. Chứ còn chúng ta mà chúng ta gặp các cái vị tam tạng, chúng ta nói này cái ông rỗng tuếch, thì coi chừng chúng ta lại thành cái người xúc phạm. Còn Đức Phật thì không phải. Thì khi mà Đức Phật gọi như thế thì ngài Vô Lý Tá đó, ngài mới chuyên tâm ngày tu tập tuệ quán và ngày chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên có những khi cái lời chê trách là cần thiết, và cái lời chê trách đó nó không phải là xúc phạm. Có đôi khi cái lời chê trách đó là cần thiết, và chính vì cái sự chê trách đó, cái sự mà nặng lời đó, nó sẽ giúp cho cái đối tượng tiến bộ hơn. Nhưng mà nói tới nói lui quý vị phải biết là thứ nhất chúng ta đang nói với ai, cái người đối tượng chúng ta đang nói là ai. Cái thứ hai, chúng ta là ai, chúng ta là cái gì mà chúng ta nói người ta. Cái thứ ba, chúng ta đang nói cái gì. Đối tượng họ là ai, thứ hai mình là ai, thứ ba mình nói cái gì, nó sẽ quyết định là chúng ta đang góp ý, chúng ta đang giúp đỡ họ, hay là chúng ta đang xúc phạm họ. Còn nếu mà hiểu xúc phạm theo cái kiểu tiêu cực á, thì là không có nên ha. Cho nên nó hỏi là thương Phật tử làm vậy để tiến bộ, thì xin thưa có những khi mà quý vị cần phải bị chửi là dốt y như là nước đổ đầu vịt, thì có khi người ta lại khoái như vậy. Nó không phải xúc phạm, nhưng mà có khi y, có khi mình y như con vịt thiệt đó, thì có khi nó lại là cần thiết. Nhưng mà có khi chúng ta không có nắm chắc được cái phương pháp tu tập đó. Mà Đức Phật nói là có những con ngựa thì cần được khen, cần được vuốt ve, nhưng có những con ngựa cần phải đánh.
mà chúng ta không phân biệt được cái con cần vuốt ve thì chúng ta đem đánh, mà cái con cần đánh chúng ta đem vuốt ve, thì như vậy là chúng ta không có biết cách dạy ngựa.